Ouais, bon, mais ça, t'as le sommeil. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi Slim Cook với Adrien các bạn nhá. Okay. Đầu tiên thì mình sẽ phải ôi đâu. Rồi. Đầu tiên mình sẽ phải khỏi trận đấu này nhá. Ôi, cái này kìa. Rồi mình sẽ bỏ qua hết tất cả các quảng cáo luôn này. Ok, mình sẽ tới chỗ trạm điện này nhá. Okay. Rồi mình có 24 giây để thoát ra khỏi cái chỗ này này. Ok, vậy là mất vẫn còn khoảng thời gian là 2 giây thôi. Là mình lại sẽ lấy những sợi dây điện đi nhá. Đây là gì? Rồi hãy đưa mình tới đây này. Ra ra này, mình sẽ đi tới đây để chế lấy một món đồ này. Wow, cánh cửa rất là lòng lòng luôn này. Chạy rất là đẹp luôn. Bên đây còn bước nữa này. Giờ một cô gái đang làm gì đây? Wow. Rồi chiến hộ mình một sợi dây điện nhá. Thank you rất là nhiều luôn. Sao lại chế hộ cho mình con nể gỗ này. Cậu này có vẻ là rất là đơn chơi luôn các bạn. Đúng rồi. Xong có rất là nhiều luôn kìa. Ok, kia rất là nhiều luôn. Giờ bây giờ mình sẽ đi tới trạm điện nhá. Wow, let's go.
đây là con người gỗ này. Còn đây là những dòng điện từ. Ông này bị điện giật kìa. Và mình sẽ lấy món đồ của mình đi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lại đi lại chỗ cậu ấy để đi chế đồ này. Ok, mình sẽ cắt một đoạn đi để thật là nhanh cho các bạn xem. Yes. Rồi. Chế cho mình cái mặt nạ nhá. Good work. Ok, thank you rất là nhiều luôn. To the new normal. Take a deep breath and sleep. Sẽ đợi 9 giây nhá. Đó, hết 9 giây thì chúng ta mới có thể là di chuyển được. You must accept the change. Ok. Mình sẽ lấy cái xe hẹn đi rồi. Welcome to the new normal. Rồi, vậy là mọi người đã được giải thoát rồi. Wait. You must accept the change, breath and sleep. Yes. Yeah. Take a deep breath to the new normal. You must take a deep breath and sleep. Oh, không có trong đây luôn. Đây rồi. Trời ơi, mình đi qua nữa mà mình không để ý tới.
còn thiếu một cái nữa các bạn nhá. You must accept ok rồi. Take a deep breath and sleep. Take a deep breath and sleep. Yes. Rồi bây giờ mình sẽ đi về chỗ ô nhá. Nào, đi vào. Must accept your change. Rồi đưa, hãy đưa mình tới Gaza đi. Take a deep breath and sleep. Let's go. Chậm quá nhỉ. Ok, mình sẽ cắt bớt một đoạn để xin được thời gian nhanh hơn nhé. Yes. Rồi, chỉ cho mình một món đồ cuối cùng đi. Good luck. Ok, vậy là mình đã chế xong khẩu súng á. Rồi đưa mình tới đây nhá. Chụp cũ tiếp này. Welcome. Welcome to the new normal. Mình sẽ phô ở trong này. À đây, ôi xò. Bây giờ mình đi về đó. Rồi, đây thì mình tới siêu âm nhá. Ok. Sau một cuộc nói chuyện thì chẳng có gì luôn á. Ok, mình tới Gaza này. Wow, mọi người dân ở trong đây. Ok, tiếp theo mình sẽ chiếu hai clip các bạn nhé. Ôi, sao mọi trời sáng này các bạn nhờ. Chubby ones, I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream buns. Chúng ta xem bỏ qua phần trailer đi. Ôi, có nhiều súng quá. Oh, lock kìa. Sao xanh đỏ tím vàng. Oh my god. Rồi
Rồi mình quay trở lại đây nhé. Ồ. Rồi. Chạy sao được không? Chạy sao được đây, chỉ rồi. Cho mình chuyển qua shopping nhá. Giờ thích cả mình luôn. Buổi trời tối om xí này. Rồi mình sẽ một cánh cửa ra để lấy một món đồ nhá. Và chỉ làm một cái xẻng đây. Ui, không biết rót ở đâu nhỉ. Trời á, tối xì luôn kìa. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tắt pin này. Là xẻng của chúng ta đang cái bản đồ của chúng ta đang ở đâu rồi đây. Sao không nhận được ta rồi. Rồi ta sẽ ao một cô gái đi. Một. How? So that was what Charlie wanted to tell me. Where is he? I mean, is he okay? Một ba. Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Hi. Oh, it is so nice. We have to do something. I'll follow you. Come on, let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, vậy là nó vào trong nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên đây này. Giờ mình sẽ qua bên đây này. Có thể để lấy một cái đấy nhá. Wow, trước tiên mình sẽ cần phải phá hủy cho lên trước này. Bom. Đi lâu quá nhỉ. 918, ok. Mình sẽ bật hack cho nhanh. 9 này. 1 này. 8 này. Ok.
Đâu nhỉ? Đây. Ủa, tàu hỏa, ủa. Đấy, bị tàu chết. Rồi mình sẽ bay về nhá. Ồ, gió kìa. Rồi mình sẽ để vào shopping đây. Okay, mình sẽ đi đua xe các bạn. Uầy, đường khó đua thế nhở. Uầy, khó đi quá. Wow, 31 giây. Rồi, mình còn thừa 22 giây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi về số xe của mình nhá, xe tải không? Xe đã đi rồi, bây giờ sẽ tới đâu nhỉ? À, sẽ tới chỗ khắc tinh một lần nữa nhá. Congratulations, Ron. Mình sẽ bỏ qua hết tất cả phần quảng cáo luôn. Ok, mình đã lấy được này về rồi, mình sẽ chụp các pin nhá. Đó, trên đây chỉ cần nếu mà chìa khóa cái này là ok luôn. À, vẫn còn đấy này. Ôi, dọc. Ôi, đi bò vào kìa. Rồi cuối cùng thì mình đã lấy được chìa khóa cafe này. Ok. Nói trước tôi không biết được qua đâu. Cái câu đấy nó nói gì. Ok. Rồi mình sẽ dừng clip ở đây thôi các bạn. Thấy hay thì đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.